Hello cả nhà, một buổi chiều gần gần cuối tuần rất là tuyệt vời cả nhà. Hôm nay chiều thứ sáu, nắng rất là đẹp, nắng thu rất là đẹp luôn cả nhà. Đúng cái này mới thật là nắng mùa thu này, rất là tuyệt vời. Ơ ra ơ ra, bên nhà cô Hải có con chó nó từ về ở nhà cô Hải. Nó về là tưởng chết mất đi chứ, thương tích đầy mình luôn. Xong rồi ở trên rừng về phải gọi là cho rừng đấy, vì là nhà của hai ở sát rừng cho nên là có lẽ là chó rừng về không biết sao mà thương tích đầy mình luôn. Thế là nhà của hai chăm chăm ơi là chăm luôn, và nó đã ở với nhà của hai mấy năm nay. Nó đã ở với nhà của hai mấy năm nay và cho bao nhiêu lứa con rồi cả nhà, rất là yêu rất là thương này. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, trời ơi, thích quá luôn, thích quá luôn. Cái chà hơi cho bú. Đây 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 Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời trời, ôi trời trời, ôi trời trời. Ui thích quá, thích quá. Kiểu là chưa mở mắt ra cả nhá, chưa mở mắt cho nên không thấy đường. Không thấy đường lại mè được đấy. Mấy con không thấy đường để lại bố mè luôn. Lắm cả nhà, tôi rất là dưới luôn, rất là dưới, rất là thương luôn này, rất là thương rất là dưỡng luôn này, rất là thương, rất là dưới. Ôi trời ơi cái chân này lần ngược lần xuôi mấy vòng vẫn bú. Lần ngược lần xuôi vẫy vòng vẫn bú. Chén ra kiểu là nghe hơi mè thôi, kiểu chó rừng mà cho nên khốn lắm, chó rừng cho nên khốn lắm cả nhà này. Ok. Anh này ngủ say lắm. Anh này ngủ say chẳng cần, anh này ngủ say chẳng cần, ngủ say cho tổ ong nha cô Hai này, mà không bị đụt này, không bị đau. Con chó này là chó bốn mắt này, chó bốn mắt là họ gọi chó này là chó bốn mắt này cả nhà này. Đó. Chó này được mấy con chó bốn mắt luôn cả nhà, tự nhiên sinh ra được mấy con chó bốn mắt luôn. À, chó bốn mắt là chó này cả nhà ơi, vui lắm nè. Cô Hai thấy rất là vui luôn. Ôi, vài bữa học sinh bông cả ngày luôn chứ xem. À, thế là được ba con chó bốn mắt. À, con này bốn mắt đấy, bú mày đấy. Lồn bao nhiêu vòng cứ bú. Lồn bao nhiêu vòng cứ bú. Vui lắm. Vui lắm, vui lắm. Lồn bao nhiêu vòng cứ bú. Chén vô bụi được rồi, chén vô bụi được rồi. Dạ, trường làm nha, trường làm nha, ok, đó, làm.
ấy, thích sợ ấy. Chưa thấy mẹ, vì là mắt chưa mở cho nên chưa thấy mẹ. Đó. Một anh thấy mẹ rồi, một anh thấy mẹ rồi. Anh ôi đậu ra. Ngủ thôi, mẹ anh đi thì ngủ lắm. Ok. Chiều nắng đẹp lắm cả nhà. Rồi. Giờ thổi lá vàng rơi đây đấy. Giờ thổi lá vàng rơi. Gió mà đóng được cả cánh cửa sắt là biệt gió cũng rất là mát luôn đấy chứ. Gió xít đúng đưa cái xít đu luôn cả nhà này. Đúng đưa cái xịt đu luôn. Xịt đúng đưa cái xịt đu luôn. Là biệt gió rất là mát. Là biệt có hai đứng đấy rất là mát luôn cả nhà. Ok. Nhà có hai nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rất mát. Ok. Hãy chúc cả nhà một buổi chiều cuối tuần thật là vui nha. Hôm nay ngày làm việc cuối cùng này, mai thứ bảy được nghỉ rồi này.